mà theo dõi về về cái gì, về sinh lý cơ bản, thì có nghĩa là học về sinh lý cơ bản, cái loại thêm thứ hai là phải biết về chuyện toàn cầu cơ bản là, rồi mình phải đi vào cái này, học sau cái này học cái gì đó, học các khu trong toàn diện, nha, học là tìm hiểu toàn diện như thế nào. Cho nên là ví dụ cái bài này không phải là cái dạy mình chìm đó, chúng ta là cái gì, một cái khu của bạn hiểu hết, bây giờ là chỉ giới thiệu bạn hiểu hơn, chúng ta biết là trong diện nhanh thì có cái gì, và trong diện chậm nó có cái gì, rồi là mình học cuốn tiếp nha. Rồi giờ hãy khám cái gì không?
rồi mà sẽ đó cái giai đoạn đầu nhập thì đầu nhập nó sẽ có hai cơ chế thôi, không biết là gì thất bại cái việc mình hình thành nên chủ cậu nha, có nghĩa là nó không tạo được chủ cậu. Cái thứ hai là gì, nó không dẫn ha, nó không dẫn, nó không dẫn cái được cái nó hình thành chủ cậu, nhưng nó không dẫn ra ngoài được. Đó là hai cái cơ chế mà nó có là dùng dài. Nghe là nó không tạo được cầu, hoặc là xin nó đã tạo được cầu nhưng nó không dẫn ra ngoài. Đó là hai cái cơ chế của nó là dùng dài. Mà nó dùng dài sẽ ba cơ chế. Là gì? Ăn thì bình tĩnh. Còn vào lại thứ ba là mình nhận được thì còn. Còn có gì chẳng thì có hai cơ chế là không dẫn ra ngoài. Và nó là cái gì? Nó bị chặn là do gì? Do nó tăng cái thời gian cơ. Có nghĩa là nó bị tăng cái thời gian cơ. Khi qua cái vai sau mình thấy là thời gian cơ người ta sẽ dễ cho mình cái hình. Thường cái thời gian cơ, cơ có nghĩa là không làm việc nha, nó không có làm việc. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian cơ nó sẽ chia hai cái, đó là cơ tương đối và cơ tuyệt đối. Trong cái giai đoạn cơ tương đối thì có thể một cái kích thích nào đó mà nó vượt ngưỡng thì nó sẽ phải phát lên một khung mới. Còn trong thời kỳ chơi tuyệt đối nó có thể làm gì nhưng nó không có thể, nó không có thể hình thành nên một điểm nào mới nha. Cho nên nếu như mà thu học nó đến nó sẽ lại tại cái chỗ cái gì, tại cái chơi tuyệt đối thì sao, nó không dẫn nha. Còn nếu như mà nó đến ở trong giai đoạn chơi tuyệt đối nhưng mà nó là cái kích thích của nó mạnh hơn so với kích thích bình thường thì có thể nó dẫn nha. Có nghĩa lúc này là có bê, không có quốc bộ quyền để
còn nếu ở những cái giai đoạn này là sao, khoảng B là nó sẽ giảm bình thường nha, khoảng B là nó sẽ giảm bình thường. Thì đây là cơ sở của cái lộ trình có chỉ thức độ 1 và có chỉ thức độ 2 nha, độ 2 nhưng mà là covid 1 có nghĩa là B là nó dài dài đến một cái gì đó, sau đó nó trở về bình thường lại, sau đó nó dài ra nó đến nó bị tốt nha. Thì đây là cơ sở của cái có chỉ thức độ 1 và có chỉ thức độ 2 nhưng mà nó là covid 1 nha. Rồi, còn nếu như mà nó lại ngược lại là kéo dài thời kỳ trên thì có nha, thời kỳ trên có thì sao mà cứ thấy giống như hồi nãy nha, giống như hồi nãy là như sao thì không nè, xong thuốc dịch vụ rồi thuốc này ngày trên có dịch vụ, thuốc này trên thì có dịch vụ nha, sao thuốc này bây giờ nó sẽ dài như bình thường nha, thì nó dài là nó dài rồi, thằng này dịch vụ bình thường, thằng này hơi dài hay là nó chiếu tới ngày tới sau ngày trên thì tối là sau thì có một trận nghe ngày trên thì tối là bỏ nó có một trận rồi sau đó tới trận đó nha, cái hình thứ dưới này được tiếp theo là cái hình đầu đây đó mình thấy sao lúc này là ngày trên thì tối lúc là kéo dài hơn so với bình thường nữa, còn tại sao nó kéo dài ngày trên thì tối thì ngày trên thì tối này là do bản thân của cái mô lúc đó thì cũng thương nha, thì bỏng hơn thì không biết được mà người ta nghiên cứu để xử lý cái lo như thế của tim á thì người ta thấy có những biểu hiện này, ví dụ như thời kỳ trên có kéo dài hơn thường nữa thì sao, thằng này xong chậm, thằng này xuống cái này còn chậm, thằng này xuống cái này còn chậm nha, thì đây là gì, hiện tượng của có chỉ thất độ hai và mô biết một là đây, còn đây là có chỉ thất độ hai nhưng là mô biết hai thì thằng này là thường thế nào nó lên, có gì nó càng cao độ nó càng nặng, có nghĩa là lúc mà nó càng cao độ thì sao nguy cơ gì nó càng trọng nha, nguy cơ nó là gì càng trọng. Rồi mình sẽ qua cái cơ chế thứ ba là nó kéo dài vừa mà nhịp cơ tương đối và mà nhịp cơ thì có luôn, có nghĩa là hai cái đều dài hơn mức bình thường luôn nha, hai cái đều dài hơn mức luôn. Thì sao mình quyết định ổ sạch này xuống dẫn được, thằng này xuống dẫn không được, thằng này xuống dẫn được nhưng mà nó dài hơn bình thường đến một thằng dẫn không được thì sao, đó là cơ sở của một cái có bị thất thủ hay nhưng mà là mô biết hay hoặc là gì đó, nếu như mà kéo dài thì chơi lên hết là có bị không đi bị thất thu mà lúc bị thất bại thường thất nhỉ đầu còn nhỉ không cần cảm thấy là nha, không liên quan với nhau nữa. Hay là mình chơi lâm sàng gọi là họ nhịp họ hộ, có nghĩa là mình nghe là không có việc đúng để nó làm gì hết nha. Rồi còn nếu như mà nó rút ngắn chu kỳ đó, nó là cho mình tin nhanh quá thì nó rút ngắn chu kỳ thì sao làm cho cái xung đột cơ cực nó rơi vào ngay thời điểm chơi tương đối hoặc là thì tối của tế bào ở cái mô sao đó thì sao nó gây ra bất ổn định mặc dù là thời kỳ trên nó là tương đối bình thường, ví dụ như đó là trong trường hợp gì, trong trường hợp gì là mình cái trường hợp nó chuyển luôn, ví dụ đó là không chỉ mà đã kích thước chậm đó nha, không chỉ đã kích thước chậm đó là tại vì sao, tại vì lúc nhịp nhanh quá rồi nó cứ rơi thời kỳ trên không có cái giảm xuống được nha, hoặc là cái giảm xuống nó giảm chậm hơn lúc bình thường nên nó làm cho nhịp tim nó chậm lại nha, chậm lại thì nó xảy ra những trường hợp là rung nhĩ hoặc là có coi cũng rất nha. Rồi hoặc là nó xảy ra cái gì nữa, nó xảy ra cái là kéo dài và nhịp chân và nghe mà rút ngắn chu kỳ nữa, có nghĩa là bản thân cái hô dẫn đến cái sao á nó làm biến cái không chịu dẫn và cái thằng cầu nó lại xiên nó làm việc nhanh hơn bình thường nữa thì sao nó càng bị bóp nhịp cơ nữa nha, nó càng bị bóp nhịp cơ nữa, có nghĩa là nha, nó sẽ làm gì, thường là ở cái cơ chế này nó sẽ gây ra bóp nhịp hết mô biến này nha, nó chỉ hết cụ hay nhưng mà là mô biến này của hai nhịp dẫn chứ không dẫn đó chứ không phải là về mà nó dài dài nữa
trò của anh. Nó mô tả cái gì? Nó chỉ thích trò một nha. Thì nó có cái gì? Có tình trạng là chạm trên kiệt xung động qua vùng có chỉ thích do kéo dài để làm kỳ chân. Mà thường là thế thì được kỳ chơi gì? Kỳ chơi gì? Cũng yếu là kỳ chơi tốt. Nói rồi, kỳ chơi tốt cái này được. Còn nếu như nó đây, kỳ chơi tốt là nó lại trội nha. Thầy đi lên tối. Rồi thì lúc này hoặc R hoặc V là mình số 2 hỏi về đi. Nhưng mà nó có thể kéo dài lên 1.4 giây. Bình thường của mình là 0.12 đến 0.20 là người lớn. Mà mình đi bình thường là 6 cho đến 5 là 1 phút nha. Còn có cái E thì hoặc V là mình sẽ thay đổi. Tại vì nhịp tim nhanh thì ta phải nói rồi, nhịp tim nhanh thì đương nhiên V là mình sẽ ngắn. Và nó ngắn thì mình sẽ tra cho các bạn đó. Chứ bộ đồng cái thì mình cũng lớn áp như thế đó được, hiểu không? Cho nên cũng như đó là có chỉ thức ở đây em đang coi cái mặt quê là này nó có dài hơn với lứa tuổi của nó đâu nha. Mặc dù là nó không có như điểm gì lớn cho nên mình nên so với lứa tuổi của nó. Yeah.
khi mình chết ăn cho bên vô mình sao mình chết là đâu mà được mấy à khi mình chết ăn cho bên vô mình làm cho nó vậy rút ngắn lại như vậy nó ức chế quá cả mà hay là làm cái rút ngắn thì do tại hơi trộn thì sao cho nên sao bắt đầu rút lòng cái gì chuyển được nghe bắt đầu rút lòng cái gì chuyển được cho nên là mình thấy là nếu mình chết vô nó còn là ức thì thường là tổn thương nằm trên nằm trên không biết á còn nếu mình thấy chết vô mình thấy là trên cho thì còn tổn thương nằm dưới không biết thì dưới không biết thì nằm trên được cho nên là trong một cái gọi là trong trường hợp máu gì hết mình có gọi là test là tôi biết gì đó hay gọi là test kích thích chết vô rồi còn gọi là số tiền nó tăng lên đâu rồi đây là một cái điểm bắt đầu tốt chỉ thích tổ hai tiếp tiếp ba hay là ta đề nghị thôi nha ta đề nghị vậy đặc trưng bởi gì khoản thuê là trước khi có gì bị tốt có thể thay đổi có thể ngắn và dài hơn nhưng mà nó không có hạn định tuy nhiên người ta không có lòng hiếu một số người nó không có lòng hiếu cái thức nha không lòng hiếu cho nên là người ta cũng tranh cãi cho một con thành cái quan trọng là biết được có chỉ có tổ hai biết một biết hai là được rồi rồi bây giờ có chỉ thức của ba đó là có cái hiện tượng đó là gì phân ly chỉ thức có nghĩa là có thể chỉ tập từ chỉ mà thức thì là thức hai cái này nó không liên quan được với nhau hết nha không liên quan gì với nhau hết rồi lúc này tại sao tại lúc này chủ nhiệm của chỉ là gì là lúc con còn chủ nhiệm của thức là gì nó nằm ở đâu đó dưới chỉ thức đó nó có thể là bó kiến nó có thể là trên phải trên trái một cái vùng nào đó ở phải hoặc là trái nha nó không có nó không hoàn thành đã nói rồi vị trí của chị nó càng thấp thì là số tim nó càng chậm và nó có đồng cổ để nó càng nhiều cho nó quyết định của nó càng rối loạn nha nó sẽ nếu như mà nó kích thích hai thấp cùng tốt thì sao hai thấp cùng tốt thì phát tim phát của nó sao nó nghiêng nó nghiêng thì sao nhưng mà nó có thì nó bóng máu lên còn bây giờ mình thấy nếu như mà nó có một bộ như thế đó nó phải con thì sao nó thì nó chạy qua trái nó trái con thì nó chạy qua phải cho nên lúc này lát qua lát phải lát qua lát phải lát máu nó còn lên được cho nên mình chạy chủ yếu là cái phần này khi mà cái chủ thì nó nằm càng thấp dưới nha nó là có một bộ như thế này nó sẽ dẫn lên nó là quyết định rất là nhiều mà còn khi mà xích đến một bộ cả hai thấp thì cả hai thấp cùng đó thì bác sĩ nó cố định cố định nó làm giống như là nó làm một cái hàm vậy đó để cho nó báo lên nha rồi nếu như mà nó chỉ thấp của ba thì tính ổn định của chủ nhiệm trước tiên lượng nó nhanh là nó rồi là chủ nhiệm là nhiệm vụ đó thì nó sẽ thay đổi theo nghĩa cảm khi mình kích thích còn chính là tôi bị nhồi nha còn chủ nhiệm là nhiệm tải thấp thì nó sẽ không bị ảnh hưởng cho nên là một làm gì nữa thì nó cũng có nhiều dụng cái vô luôn rồi nó chết ATP nó cũng vô luôn còn nếu như mà nó làm cao hơn thì mình chết ATP vô nó có thể là được làm 10-60 lúc này mình có thể trì hoãn nha trì hoãn cho đó được còn nếu như mà nó không thay đổi là có cái lỗi cầm thì chắc chắc là phải nó làm gì cho nó nếu không là nó sẽ tử vong nha rồi bây giờ là các yếu tố cho nó các yếu tố nguy cơ đưa đến bệnh liên trong lót dị thất của ba là gì giai đoạn chỉ cần lót dị thất của hai hay lót dị thất của ba tại sao lúc này chủ nhiệm nó vô tình có nghĩa là thằng nó đang cãi nó lên chuyện tốt tổng tốt chỉ huy nó làm về thằng trên nó không chỉ huy chúng tôi đi tắt cái đường cứu rồi thằng dưới nó không có làm mà tiêm từng luôn có nghĩa là trong giai đoạn mà nó chuyển từ lót dị thất của hai hay lót dị thất của ba nó còn ngang tại lúc này không kích thích từ trên xuống được mà lúc này thấy nó quen là chỉ huy nó làm không chỉ huy nó công cho nên bây giờ thằng trên không chỉ huy muốn ở con nó không làm việc thì đi sẽ được nha còn cái gì chủ nhiệm nó thay đổi có nghĩa là có khi nó thất bại có khi nó thất bại rồi có khi nó không có thất bại hết là nó tạo ra tình tiền nha chủ nhiệm là bộ đó nhưng mà nó thay đổi do tác động của thuốc nha cũng là một cái yếu tố thì mình đã nhớ như này mình đã nói đó là nó cũng là lại ở trên để bị thuốc khi mình sử dụng thuốc cho nó cắt cái nó thuốc hoặc là nó hiện tại thì sao mà yếu nó chưa có hình thành xung đột nó có nghĩa là chưa thể bị để mà nó tạo gì có cái bụi dưới cho nên là nó sẽ có một cái khoảng
tiên cái đường này. Nếu mình tiên thì bạn câu ăn nó còn lại thì mình sẽ bộ luôn nha. Rồi hoặc là nó kẹt theo mà không mất, hoặc là nó là nên nó kẹt theo thì tại sao? À, lúc này có nó là cái đường này cho nó dễ đi đường lên nha. Rồi còn một cái đó là cái chạm nữa, nó nói là gì? Đó là tóc cho chị, có nghĩa là tóc bạn thân chủ không, có nghĩa là lúc này ở lúc không có còn có hành thành thu tập không truyền ra được các cái mối dịch truyền để đi ra cơ chị, để đi ra lúc gì không nè, mình nói là lúc tóc cho chị. Rồi thì nó chia làm ba bộ giống như là tóc gì hết vậy đó nè, đầu một, đầu hai, đầu ba. Thì thường như này nó sẽ có nhưng mà mình trên cái này thường người ta nghiên cứu về sinh lý, ta mới thấy có ba cái hậu này trên thì tốc độ thì mình sẽ sao biết nó là tóc không chỉ hả? Mình phân biệt tóc không chỉ thì mình so làm sao? Trên đi tốc độ á là sao mình phân biệt được là nó là do mình so cái đó là có cái gì so người so nhịp so thì phải đo điện sinh lý biết không? Thực hiện đắp muốn biết nhịp so thì phải đo điện sinh lý. Hay còn gọi là cái khoảng cách tổng lại, hiểu không? Có nghĩa là cái nhịp so bình thường, lấy cái nhịp ngừng so và lấy cái nhịp không sao, nha. Thì mình cộng nó lại không bằng mỗi số của cái khoảng gì RL bình thường thì đó là gì? Đó là ngừng so, cái ngừng so lúc ngừng thì nào nó ngừng. Còn cái vụ đó là tốc so chỉ là mình thấy là gì? Nó dẫn ra đường nào, nó tốc nè, rồi nó dẫn ra đường nào. Tóc là cái dẫn ra đường cho nên sao? Cái khoảng ghép đó là nó là khoảng nghe rời đầu mình cho cái tóc nghĩa là mỗi số khoảng nghe rời đầu mình thường nha. Mỗi số nghĩa là sao? Nó chia được, nó chia được giảm hết nha. Có nghĩa là ví dụ như mình thấy là tóc và dẫn, và tóc và dẫn thì cộng lại cái khoảng là dẫn là tính tóc là tính tóc tính cái khoảng dẫn bằng nhau nha. Tức là mỗi số của nghe rời đầu. Còn nếu như mà nó không phải là số thì nó là tính tóc. Đó là cái cách mà mình phân biệt trên tốc độ đó. Rồi, thì hoàn cảnh của một cái rối loạn tốc cảnh của con cái này tất cả các em thì mình thường chủ yếu gặp rất đa phần đó là tốc chỉ thức là chính nha. Rồi và thường nó không chủ chính, mấy bốn trăm nó không chủ chính, mình phát hiện tình cờ cái nó đi thẳng một lý nào đó, mình phát hiện tình cờ thôi hay gọi là nó bị lắc theo rốt, nó sẽ chết nhưng mà nó đồng thử được bằng kiếm nha. Rồi và tốc có thể có thể xảy ra tự nhiên hoặc là sau khi phẫu thuật nha, mà phẫu thuật không dùng dung dịch luyện tim và thời gian luyện tim kéo dài là những cái nguy cơ đó là chúng ta không thoát sau phẫu thuật tim. Cho nên là thường người ta trước khi là phẫu thuật tim á, người ta sẽ ngâm cái tim vào cái dung dịch, người ta chạy ra bạc xong rồi á, người ta cho tim một cái tàu rồi, người ta ngâm cái tim vào trong cái dung dịch cái luyện tim á, là cho tim được tạm nữa nha. Và sau đó ta mới tiến hành phẫu thuật cho ta phẫu thuật luôn cái gì nha. Rồi thì góc dẫn truyền mình sẽ phân tích cái gì? Đây là cái bước đi nha, phân tích các bộ nối tần số nó như thế nào, rồi ổ làm gì ở đâu, rồi cái này nó là đơn ổ đa ổ hay là nó ổn định hay không. Chủ yếu ổn định có nghĩa là chỉ có một cái chỗ đó tần số y như vậy, còn nếu như chủ yếu có ổn định là nó thay đổi về mặt của bộ rồi đấy, nó thay đổi về hình dạng của bộ rồi đấy, nó thay đổi về gì nữa, cái thời gian của bộ rồi đấy nha, cái thời gian của bộ rồi đấy. Ừ. Giờ xong đây, phân tích coi xong đây như thế nào, rồi tương quan giữa tổng B là như thế nào nha. Rồi sau khi đế hình dạng quy tụ và thuộc bộ, cái đoạn HC là khoảng quy tê nha. Đây là một cái khi mà mình phân tích một trường hợp nha, thì có một trường truyền nha. Mình phải phân tích tất cả cái này phải đưa ra một cái kết luận được. Rồi, bài của mình đến đây là bắt gì không?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.